Đây là một thời đại có nền khoa học tu chân phát triển tới mức ai ai cũng đều là tu chân giả cả, và một tên yêu vương có tên là Thông Thiên Cáp đột nhiên xuất hiện rồi tấn công thế giới này. Những tu chân giả mạnh nhất lúc đó đã phải cùng nhau chiến đấu với tên quái vật đó, nhưng một tu chân giả chợt cứu được một cậu bé có tên là Vương Lệnh đang đứng ăn mì khô. Và 10 năm sau khi một mình đánh bại Thông Thiên Cáp thì vị tu chân giả đó đã được tôn vinh là anh hùng. Hôm nay chính là ngày khai giảng của trường tu chân có tên là Lục Thập Môn, và ai ai trong trường này cũng biết Vương Lệnh yếu tới mức cậu chỉ có 5 điểm linh lực mà thôi, nên mấy thằng cô đồ lớp trên đã chặn Vương Lệnh lại để trấn lột ngay trong ngày khai giảng. Tuy nhiên, đại tiểu thư Tôn Dung của tập đoàn Thủy Liêm đã tấn công đám côn đồ để giải cứu Vương Lệnh. Và Tôn Dung là một cô gái cực kỳ mộng mẻ, lúc nào cũng thích làm tâm điểm chú ý của mọi người. Nhưng Vương Lệnh lại đưa cho Tôn Dung một ít tiền vì cậu ấy tưởng Tôn Dung cũng là côn đồ. Trước khi có thể xếp lớp cho các học sinh thì nhà trường sẽ phải kiểm tra điểm linh lực của họ. Và nhiệm vụ của bọn họ chính là tung đòn tấn công vào một phần linh thể của Thông Thiên Cáp, còn cơ thể thật của hắn ta hiện đang bị phong ấn sâu bên dưới học viện này. Tuy nhiên, trong suốt 10 năm qua thì Thông Thiên Cáp đã âm thầm rút linh lực của các học sinh mỗi khi bị đánh. Và nếu như tích lũy đủ linh lực thì hắn ta sẽ phá hủy được phong ấn để thoát ra khỏi nhà giam. Phần lớn các học sinh ở đây chỉ có thể ghi được khoảng 300 đến 1.000 điểm linh lực mà thôi. Nhưng tới lượt mình thì Tôn Dung lại ghi được hẳn 2.019 điểm trước sự trầm trồ của mọi người. Và vừa nhìn thấy Vương Lệnh bước vào phòng thi thì Thông Thiên Cáp đã tỏ ra cực kỳ sợ hãi. Hóa ra, Thông Thiên Cáp đã hạ gục được vị tu chân giả năm xưa, nhưng hắn ta lại bị Vương Lệnh đánh ngất đi chỉ với một đòn vì dám cản trở cậu ấy ăn mì khô. Ngay sau đó, Vương Lệnh vừa tung ra một cú đấm vào Thông Thiên Cáp thì màn hình đột nhiên hiện ra hàng chục số 9. Còn Thông Thiên Cáp thì đã bị Vương Lệnh đánh chết trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, nhưng Vương Lệnh phát hiện ra là hắn ta chỉ đang giả vờ chết mà thôi. Vương Lệnh đã được xếp vào lớp tinh anh bao gồm những học sinh tài năng nhất ở nơi này, và trong buổi học đầu tiên thì bọn họ đã được học cách triệu hồi ra linh thú. Một thanh niên có tên là Trần Siêu đã xung phong đứng lên thực hiện phép triệu hồi trước, nhưng thằng lòi này lại chỉ triệu hồi ra được một cái gậy ma pháp đồ chơi mà thôi. Còn Tôn Dung thì lại triệu hồi ra được linh thể của một con chó hoàng. Tuy nhiên, Vương Lệnh lại lỡ tay triệu hồi ra Thông Thiên Cáp khiến cho mọi người phải hoảng hốt bỏ chạy. Và cô chủ nhiệm đã vô tình sử dụng linh thể của con chó hoang để tấn công hắn ta, khiến cho hắn ta bất ngờ bị nhập làm một với linh thể đó rồi biến thành chó luôn. Từ khi mới sinh thì Vương Lệnh đã có một nguồn linh lực mạnh tới mức không kiểm soát nổi, cho nên vào năm lên 7 tuổi thì cậu ấy suýt nữa khiến cho cả nhà bị cháy khi thổi nến sinh nhật. Thậm chí mấy thằng bạn cùng tuổi đã bị thổi bay cả chục mét ngay khi chạm vào người cậu ấy. Cha mẹ của Vương Lệnh cũng phát hiện ra chuyện cậu ấy là người hạ gục Thông Thiên Cáp, nhưng bọn họ quyết định giữ kín việc này để cho cậu ấy có được một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Và cha của Vương Lệnh đã làm ra một loại bùa để khống chế nguồn linh lực bá đạo của cậu ấy. Tuy nhiên, lá bùa đó vẫn không đủ để kiểm soát linh lực của Vương Lệnh, cho nên cậu ấy phải uống thêm một loại linh đan có khả năng làm giảm linh lực của người uống. Hôm nay lớp của Vương Lệnh đang tổ chức bình bầu lớp trưởng, và nhà Tôn Dung đã mua hết cả một cửa hàng để phát đồ ăn miễn phí cho mọi người trong lớp. Nhưng với một điều kiện, đó là bọn họ phải bỏ một phiếu bầu cho cô ấy làm lớp trưởng. Trần Siêu cũng đang chạy đua trước lớp trưởng nên cậu ta đã phản đối cách làm của Tôn Dung. Nhưng Vương Lệnh vẫn bầu cho cô ấy rồi lấy 5 gói mì khô miễn phí vì cậu ấy chả thèm quan tâm người nào sẽ trở thành lớp trưởng. Cho nên các học sinh khác cũng đã học theo cậu ấy rồi bầu cho Tôn Dung để lấy đồ miễn phí. Thằng bạn thân của Trần Siêu có tên là Quách Hào cũng muốn phản cậu ta để được lấy đồ ăn. Và thấy Trần Siêu có vẻ tức tối thì Tôn Dung đã nhẹ nhàng tặng một lon nước để xoa dịu cậu ta. Nhưng sau khi nhận đồ ăn của Tôn Dung thì mọi người đã bị dính phải phép mê hoặc của cô ấy, cho nên lúc này ai ai cũng đều đồng ý để cho Tôn Dung làm lớp trưởng. Trước khi rời khỏi đó thì Vương Lệnh đã để lại cho Tôn Dung một viên linh đơn giảm linh lực, bởi vì cậu ấy muốn đáp lễ lại việc cô ấy đã tặng cho mình 5 gói mì khô miễn phí. Đang ngồi học thì Vương Lệnh đột nhiên ra hiệu rằng 5 gói mì mà cô ấy cho mình ăn rất ngon, nhưng cô ấy lại tưởng Vương Lệnh ra hiệu cho mình ăn viên linh đan để gia tăng linh lực. Và sau khi ăn viên linh đan đó thì linh lực của cô đột nhiên tụt xuống một cách nhanh chóng. Do Tôn Dung đã mất hết linh lực nên phép mê hoặc của mọi người cũng đã được hóa giải. Và trùng hợp là thầy Vương Tổ Khang đã nói Vương Lệnh thực hiện phép mê hoặc cho cả lớp xem. Ngay sau đó, thầy Khang đã để cho Trần Siêu làm lớp trưởng vì ông ấy biết Tôn Dung đã chơi ăn gian. Còn Tôn Dung thì đã vô tình bị dính phải phép mê hoặc của Vương Lệnh khi đang ở trên lớp. Vì hôm nay có bộ môn luyện kim đan nên Trần Siêu đã mang cả lò luyện ra truyền tới để lòe gái. Và cậu ta đang định khoe cái lò với Tôn Dung thì cô ấy lại chạy tới chào hỏi Vương Lệnh. Tuy nhiên, Vương Lệnh chợt phát hiện ra Tôn Dung đã bị dính phải phép mê hoặc của mình, cho nên cậu ấy đã giúp Tôn Dung phá giải phép đó khiến cho cô ấy cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Ngay sau đó, mọi người đã bắt đầu thực hành luyện kim đan dưới sự hướng dẫn của giáo viên, nhưng Tôn Dung thì lại mang luôn một cái máy luyện đan từ nhà máy công nghiệp tới để dùng, còn Vương Lệnh thì bá đạo hơn nữa khi sử dụng lò vi sóng để nướng kim đan như thức ăn. Mọi người đang làm việc thì đột nhiên nhìn thấy cái lò luyện gia truyền của Trần Siêu bị phát nổ. Cho nên Trần Siêu đã điên cuồng chạy ra ngoài vì cậu ta chắc chắn sẽ bị cha lột xác sau khi làm hỏng cái lò gia truyền. Ngay sau đó, nhân lúc mọi người đi nghỉ giải lao thì con chó Thiên Cáp đã tính ăn trộm đan của Quách Hào.
và sau khi tích lũy đủ sức mạnh thì nó sẽ có thể trở lại làm yêu vương thêm một lần nữa. Nhưng Vương Lệnh đã sớm phát hiện ra mưu đồ đen tối của nó. Nhìn thấy Thiên Cáp cố gắng bỏ chạy thì Vương Lệnh cũng đã đuổi theo nó, và cậu ấy đã đập cho con cờ hó láo tét này một trận ra bã để cho nó chừa cái thói ăn cắp vặt. Trước ngày đi học thì Trần Siêu đã mượn cái lò luyện đơn gia truyền của cha mình để làm dạng danh dòng họ. Nhưng Trần Siêu lại lỡ làm nổ cái lò nên cậu ta chắc chắn sẽ bị cha đấm không chợt phát nào. Trong khi đó, Vương Lệnh vừa lấy lại được cái lò của Quách Hào từ chỗ con chó thì lại bị cậu ta nhìn thấy. Và Quách Hào đã cực kỳ tức giận vì cậu ta tưởng Vương Lệnh đang tính lấy trộm lò của mình. Do không tin vào lời giải thích của Vương Lệnh nên Quách Hào đã bắn thuốc độc về phía cậu. Nhưng Quách Hào lại lỡ bắn trúng Trần Siêu khiến cho thanh niên ngất luôn vì bị trúng độc. Quách Hào sợ rằng mọi người sẽ cho cậu ta đi tù khi biết Trần Siêu bị cậu ta hạ độc, cho nên cậu ta đã nói Vương Lệnh giữ kín chuyện này rồi vội vã đi chế thuốc giải cho Trần Siêu. Bọn họ đã cho Trần Siêu uống thuốc giải độc trước khi mọi người quay trở lại lớp, và Trần Siêu đã may mắn sống sót nên Quách Hào cũng không phải đi tù vì hạ độc người khác. Ngay sau đó, Vương Lệnh cùng với Quách Hào đã giúp Trần Siêu sửa lại cái lò luyện đan gia truyền của cậu ta, cho nên Trần Siêu đã khóc sướt mướt rồi tỏ ra cực kỳ biết ơn hai người họ. Ngày hôm sau, Tôn Dung đột nhiên đi tới đề nghị Vương Lệnh hẹn hò với mình, và trong khi đó có hai tên sát thủ đeo mặt nạ thỏ đang âm thầm chĩa súng vào trong lớp học để ám sát cô ấy. Nhưng Vương Lệnh đã phát hiện ra bọn chúng rồi khiến cho một tên bị sốc chỉ với một cái nhìn. Thông tin về việc Tôn Dung mời Vương Lệnh đi hẹn hò đã được đăng tải lên các trang mạng xã hội, và thầy Khang đã đưa Vương Lệnh tới gặp thầy hiệu trưởng của trường có tên là Trác Dị. Tuy nhiên, Trác Dị đã cho Vương Lệnh biết rằng ông ta chính là vị tu chân giả đánh nhau với Thiên Cáp năm xưa. Và sau khi chứng kiến sức mạnh của Vương Lệnh thì ông ta đã luôn muốn bái cậu làm sư phụ, nhưng Vương Lệnh lại xóa hết ký ức của ông ta về những chuyện đã xảy ra 10 năm trước. Sáng hôm sau, vừa thức dậy thì Vương Lệnh đã nhìn thấy Tôn Dung đang chờ mình ở dưới nhà để đi chơi. Và không ngờ là bố mẹ Vương Lệnh cũng bắt cậu ấy phải đi hẹn hò với Tôn Dung, bọn họ thậm chí còn dặn cậu tối nay không cần về nhà luôn cũng được. Ngay sau đó, Tôn Dung đã dẫn Vương Lệnh đi đến một khu công viên tư nhân của nhà cô ấy. Và trong khi hai người bọn họ đang vui vẻ đi chơi thì bọn sát thủ hôm qua đã âm thầm bám theo để ám sát Tôn Dung. Bọn sát thủ đã dùng một khẩu súng có gắn giảm thanh để bắn Tôn Dung, nhưng Vương Lệnh đã dùng răng bắt lấy viên đạn rồi ném nó bay trở lại chỗ của bọn sát thủ. Và cậu ấy đã xóa ký ức của Tôn Dung để khiến cho cô ấy quên đi chuyện vừa rồi. Hai tên sát thủ liên tục bị Vương Lệnh phá đám mỗi khi cố gắng ám sát Tôn Dung, và cậu ấy cũng phải liên tục xóa đi ký ức của Tôn Dung về khả năng của mình. Thấy Tôn Dung cùng với Vương Lệnh đi lên đu quay thì hai tên sát thủ đó liền bám theo. Và nhân lúc hai người họ đang mải xem pháo hoa thì bọn chúng đã nhảy lên đu quay của họ. Tôn Dung phát hiện ra bọn chúng là người của một tổ chức tội phạm có tên là Ảnh Lưu, và bọn Ảnh Lưu muốn trừ khử Tôn Dung là vì cô chính là người thừa kế của tập đoàn Thủy Liêm. Tôn Dung đã đề nghị bọn sát thủ tha mạng cho Vương Lệnh sau khi chúng ám sát được cô ấy, nhưng Vương Lệnh đã ném bay hai thằng sát thủ đó ra khỏi đu quay một cách rất là dễ dàng. Và lần này Vương Lệnh không xóa đi ký ức mà lại nói Tôn Dung hãy giữ kín bí mật về sức mạnh của cậu. Lãnh đạo của Ảnh Lưu đã tỏ ra cực kỳ tức giận sau khi thất bại trong việc ám sát Tôn Dung, cho nên lần này cô ta quyết định là sẽ cử ra một nhóm sát thủ tinh nhuệ hơn để đi làm công việc đó. Biết rằng Tôn Dung đang bị sát thủ theo dõi nên gia đình đã cử một dàn vệ sĩ đi theo bảo vệ cô, và Trác Dị đã chuẩn bị một căn phòng cho Tôn Dung có hệ thống phòng thủ mạnh tới mức một con ruồi cũng không thể lột qua được. Còn an ninh phía trên trời thì sẽ được đội đặc nhiệm thất tinh do ông ta chỉ huy lo liệu. Tuy nhiên, một nhóm sát thủ có tên là Tổ Đầu Búa do Ảnh Lưu cử tới vẫn đột nhập được vào trong. Và tên lão tam của Tổ Đầu Búa đã dễ dàng hạ gục được đám lính cảnh vệ ở ngoài sân trường. Khi phát hiện ra có kẻ đột nhập thì Trác Dị cùng với thầy Khang Mập đã tỏ ra rất là lo lắng, nhưng mấy đứa này chỉ lo lướt mạng chứ chả quan tâm gì cả. Trong khi đó, tên lão nhị đã sử dụng chất độc để hạ gục toàn bộ đám vệ sĩ tư nhân đi theo bảo vệ Tôn Dung, nhưng thầy Khang Mập đã nhanh chóng xuất hiện để đánh một trận với hắn ta. Tên lão nhị cùng với lão tam chỉ là làm mồi nhử mà thôi, còn tên lão đại lúc này đang đứng nấp ở trên căn phòng của mọi người bằng phép ẩn thân của hắn. Và khi nào vận đủ linh lực thì hắn sẽ sử dụng một cây búa để phá hủy kết giới của căn phòng. Sau một hồi chiến đấu thì tên lão nhị đã bị thầy Khang Mập áp đảo một cách hết sức dễ dàng, và biết đánh không lại ông ấy nên tên lão nhị đã tung chất độc ra đánh lạc hướng để bỏ chạy. Tuy nhiên, Vương Lệnh lại vô tình mở cửa đi ra khỏi phòng khiến cho hắn đập mặt vào cửa ngất xỉu luôn. Và tên lão tam đang đi ngoài sân thì chợt ngồi lại chơi với Thiên Cáp vì thấy nó rất là dễ thương. Nhưng chỉ với một phát cắn thì Thiên Cáp đã hút cạn linh lực cùng với tuổi thọ của hắn ta, cho nên Thiên Cáp đã có thể biến trở lại thành cốc rồi thổi bay hắn ta luôn. Trong khi đó, Vương Lệnh đang đi ra lấy mấy gói mì đặt ở trên mạng thì cậu ấy đã phát hiện ra tên lão đại ở trên nóc nhà, cho nên hắn ta đã dùng cây búa tấn công cậu ấy để có thể trốn thoát khỏi ngôi trường này, nhưng toàn bộ lực sát thương từ đòn tấn công đó đã bị cậu ấy phản lại hết lên người của hắn. Ngay sau đó, Trác Dị đã nhìn thấy sức mạnh của Vương Lệnh nên cậu ấy phải thay đổi ký ức của ông ta, và Vương Lệnh cũng đã giả vờ bị trọng thương để không ai nghi ngờ cậu ấy cả. Sau khi giả vờ bị trọng thương thì Vương Lệnh đã được nhà trường cho nghỉ học hơn 10 ngày. Nhưng biết rõ Vương Lệnh đang giả vờ nên mẹ cậu ấy đã nói cậu phải cút lên trường học ngay. Và bạn bè của Vương Lệnh đã mang cả trâu bò cùng với một đống quà tới để thăm hỏi cậu ấy.
Tôn Dung còn tặng cả quà cho mẹ Vương Lệnh để cố lấy lòng mẹ chồng tương lai, và cô ấy đã mang theo một liều thuốc khổng lồ để tiêm cho Vương Lệnh khỏi bệnh rồi đòi được song tu với cậu. Các học sinh ở khắp cả nước đều sẽ phải cập nhật linh lực của mình lên mạng, và do Vương Lệnh không thể đi học được nên thầy Khang đã nhờ Trần Siêu đưa vòng đo linh lực tới đo cho cậu ấy. Trần Siêu cho biết lần kiểm tra này khác với lần kiểm tra lúc họ nhập học, vì lần này bọn họ sẽ phải đưa linh lực của mình ra ngoài chứ không phải là đánh vào một vật khác như lúc trước. Trong khi đó, các học sinh tại trường Ngũ Thập Cửu Môn cũng đang tự kiểm tra linh lực của họ, và gã hội trưởng Cảnh Trạch ở đó đã đo được chỉ số linh lực cao nhất cả nước là 4.379 điểm. Sau khi đo chỉ số linh lực của mình thì Quách Hào chỉ được có 176 điểm mà thôi, cho nên cậu ta đã đòi tự sát vì cảm thấy bản thân yếu như là một con sên. Nhưng hai thằng này mà dùng phép hợp thể trong 7 viên bi rồng thì chắc là cũng lên được top 2. Với chỉ số linh lực là 4.015 thì Tôn Dung đã đạt được vị trí thứ 2 trên toàn quốc chỉ đứng sau mỗi mình Cảnh Trạch. Và Cảnh Trạch đã rất ngạc nhiên khi thấy Lục Thập Môn cũng có người lọt vào top 10 học sinh mạnh nhất. Khi tới lượt của mình thì Vương Lệnh đã phải giảm linh lực xuống mức thấp nhất, nhưng một chút linh lực đó cũng đã khiến cho những người xung quanh cảm thấy rất kinh hãi. Và Vương Lệnh đã ném linh lực của mình ra ngoài không gian để máy đo không thể đo được. Tuy nhiên, cái máy vẫn phát hiện ra linh lực của Vương Lệnh rồi xếp cậu ấy lên top 1 bảng xếp hạng luôn. Và cái máy đó không hiển thị ra số cụ thể vì sức mạnh của cậu ấy đã vượt quá giới hạn đo của nó. Nhưng khi không nhìn thấy số liệu thì mọi người lại cho rằng hệ thống xếp hạng chắc là đang bị lỗi gì đó. Cô chủ nhiệm Phan đã tỏ ra cực kỳ kinh ngạc khi thằng học sinh Vương Lệnh của mình bỗng được xếp ở top 1 và trường Lục Thập Môn của bọn họ sắp tới sẽ phải tham dự đại hội linh kiếm. Nhưng cô Phan lại rất lo lắng khi biết đối thủ đầu tiên của họ chính là trường Ngũ Thập Cửu Môn, vì trường Lục Thập Môn xưa nay chưa bao giờ có thể chiến thắng trường Ngũ Thập Cửu Môn cả. Trong khi đó, một số đài đã tới Ngũ Thập Cửu Môn để phỏng vấn học sinh của họ trước đại hội, và Cảnh Trạch cùng với các sư huynh đệ cũng đang ra sức tập luyện để chuẩn bị cho đại hội đó. Để tham gia đại hội thì mỗi đội cần phải có 5 thí sinh trong khi Lục Thập Môn chỉ mới có 4 người, cho nên Trác Dị đã đề nghị để cho con chó Thiên Cáp tham gia vào đại hội luôn, vì đại hội linh kiếm từ xưa tới nay chưa bao giờ cấm linh thú tham gia cả. Tuy nhiên, cô Phan vẫn muốn Thiên Cáp phải biến thành người để cho dễ nhìn hơn một chút, nhưng con chó này lại chỉ biến được mỗi cái thân chứ phía trên vẫn mang đầu của một con cóc. Ngay sau đó, Trác Dị với thầy Khang đã đo linh lực cho Thiên Cáp để cập nhật hồ sơ cho nó tham gia đại hội. Và khi biết nó đạt được 5.000 điểm linh lực thì Cảnh Trạch đã rất tức giận vì hắn còn thua cả một con chó. Tối hôm đó, thầy Khang đột nhiên gửi một tin nhắn cho Vương Lệnh cùng với ba người bạn kia. Và khi biết bản thân được chọn để tham gia đại hội linh kiếm thì ai nấy cũng đều rất là vui mừng. Nhưng Vương Lệnh lại cảm thấy cực kỳ phiền toái khi bị ép tham gia kỳ đại hội này. Trong khi đó, Cảnh Trạch đã quyết định là sẽ mời một kẻ hết sức nguy hiểm vào đội của hắn. Và kẻ đó chính là một gã học sinh lưu ban của trường Ngũ Thập Cửu Môn có tên là Hà Bất Phong. Vương Lệnh lo sợ rằng sức mạnh của cậu ấy sẽ bị mất kiểm soát trong khi thi đấu rồi khiến cho cả trái đất nổ tung luôn. Nhưng thấy mọi người có vẻ rất hào hứng với đại hội linh kiếm nên cậu ấy chỉ còn cách đồng ý và mỗi thí sinh sẽ phải tự chuẩn bị cho mình một thanh linh kiếm thì mới có thể tham gia đại hội. Vương Lệnh đã vào trong kho của nhà mình để tìm một thanh linh kiếm có linh thể là một thằng nhóc, nhưng thanh linh kiếm đó đã vô tình làm hỏng mất lá bùa phong ấn linh lực sau cổ của cậu ấy. Tới ngày đại hội diễn ra thì mọi người đã rất bất ngờ vì Vương Lệnh chỉ mang theo một thanh kiếm gỗ. Nhưng Thiên Cáp biết rằng đó là một thanh kiếm sở hữu linh lực cực kỳ lớn có tên là Đào Mộc Kiếm. Và mọi người sắp tới sẽ phải đi đến trường Ngũ Thập Cửu Môn để thi đấu với các học sinh ở đó. Tuy nhiên, nữ môn chủ của Ảnh Lưu hội có tên là Giang Lưu Ảnh đã âm thầm bám theo xe của bọn họ bởi vì cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định ám sát Tôn Dung của mình. Thằng nhóc linh kiếm của Vương Lệnh cứ đòi chui ra ngoài nên cậu ấy đã phải liên tục nhận nó vào trong. Bởi vì những người thường sẽ cảm thấy rất sợ hãi nếu như vô tình nhìn thấy linh thể của kiếm, cho nên Vương Lệnh đã phải sử dụng một gói mì khô để khiến cho thanh kiếm của mình ngồi yên lại. Ngay sau đó, đội của Vương Lệnh cũng đã tới được Ngũ Thập Cửu Môn và vừa gặp mặt thì cô giáo Phan cùng với cô giáo Tạ của trường bên kia đã muốn ăn tươi nuốt sống nhau, cho nên hai người bọn họ đã liên tục xỉa đều đối phương bằng những từ ngữ rất cay nghiệt. Cô giáo Tạ bỗng bắn ra một tia năng lượng để kiểm tra linh lực của Vương Lệnh, nhưng Vương Lệnh đã che giấu linh lực của mình nên cô ta chỉ nhìn thấy chỉ số là 5 mà thôi. Tuy nhiên, tia năng lượng vừa rồi của cô giáo Tạ đã vô tình kích thích nguồn linh lực thực sự của Vương Lệnh. Và cộng thêm với việc lá bùa phong ấn của cậu ấy đã bị hỏng từ tối hôm qua, cho nên một nguồn linh lực cực kỳ khủng khiếp đã thoát ra ngoài rồi dí cậu ấy nằm bẹp xuống đất luôn. Sau khi thấy luồng linh lực đó thì cô giáo Phan cùng Tôn Dung lại nghĩ rằng Vương Lệnh vừa bị người của Ngũ Thập Cửu Môn đánh lén. Và Vương Lệnh đã nhân cơ hội đó rồi giả vờ ngất luôn để khỏi phải tham gia đại hội linh kiếm. Vương Lệnh đã nhanh chóng được cho nằm cáng rồi đưa vào trong phòng bệnh để cứu chữa. Và nhìn thấy Tôn Dung đi tới thì gã Cảnh Trạch đã chặn cô ấy lại rồi nói những lời tán tỉnh cô. Tôn Dung đang định đấm Cảnh Trạch thì một cô gái trong nhóm của hắn có tên là Tiểu Bối đã ngăn cô ấy lại. Cho nên cô ấy đã rút thanh linh kiếm của mình ra rồi định chém hắn ở đây luôn. Nhưng thầy Khang đã ngăn cô ấy lại rồi nói muốn bem nhau thì phải chờ tới lúc đại hội bắt đầu. Khi vào tới phòng bệnh thì Vương Lệnh đã cố gắng trốn ra ngoài để gọi điện thoại cho bố mình và biết rằng lá bùa của Vương Lệnh đang bị hư nên ông ấy liền vội vàng đưa lá khác tới cho cậu. Trong khi đó,
cô giáo ta đã hướng dẫn cho mọi người biết rõ thể lệ thi đấu của kỳ đại hội này. Hai đội sẽ phải chiếm 5 cái tế đàn nằm ở 5 vị trí khác nhau trên sân đấu để tích điểm số, và đội nào tích được đủ 100% số điểm trước tiên thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Mọi người đang nói chuyện thì một con sóng đột nhiên tấn công nhóm bạn của Vương Lệnh, và kẻ tạo ra con sóng đó chính là gã học sinh lưu ban có tên là Hà Bất Phong của trường Ngũ Thập Cửu Môn. Tuy nhiên, Bất Phong bỗng dưng nói rằng hắn ta sẽ đổi phe nếu như Tôn Dung đồng ý làm bạn gái hắn. Và nhìn thấy Bất Phong đứng cạnh Tôn Dung thì Trần Siêu liền tức giận lao tới tấn công hắn, nhưng chỉ cần gồng nhẹ một cái thì hắn đã có thể thổi bay Trần Siêu đi cả chục mét. Trần Siêu vẫn không hề chịu thua mà lại tiếp tục lao lên chiến đấu với tên khốn Bất Phong này, và hắn đã dùng năng lực của mình để phá hủy một cánh tay của Trần Siêu rồi ném cậu ta đi. Nhưng may là Vương Lệnh đã kịp thời bắt được Trần Siêu rồi hồi phục lại cánh tay cho cậu ta, còn những người khác thì chả hiểu chuyện gì cả bởi vì mọi thứ xảy ra quá nhanh đối với họ. Bất Phong nhận ra Vương Lệnh đã hồi phục lại cánh tay cho Trần Siêu chỉ trong cái chớp mắt, cho nên hắn ta biết được rằng Vương Lệnh là người có một nguồn linh lực mạnh tới mức vô lý. Ngay sau đó, mọi người đang đi tới sân thi đấu thì Vương Lệnh lại muốn đi mua một gói mì khô, và đang âm thầm theo dõi bọn họ thì Giang Lưu Ảnh lại vô tình đụng độ phải gã Hà Bất Phong. Hà Bất Phong đã tạo ra một quả cầu có sức mạnh rất khủng khiếp để tấn công Giang Lưu Ảnh, nhưng cô ta chỉ cần dùng hai ngón tay là đã có thể dễ dàng bóp nát quả cầu linh lực của hắn. Và nhìn thấy Vương Lệnh vừa mới đi mua mì khô về thì cô ta cũng đã bắt cậu ấy luôn. Giang Lưu Ảnh đã trói Vương Lệnh cùng với Bất Phong lại rồi ném bọn họ lên trên sân thượng, và cô ta đã trả đạp lên người của Vương Lệnh khi nhận ra cậu ấy chính là bạn trai của Tôn Dung. Nhưng cô ta không hề biết rằng lá bùa của Vương Lệnh đã sắp mất tác dụng hoàn toàn, nên chỉ cần một sai sót nhỏ là cô ta có thể lên bàn thờ ngay. Tuy nhiên, thằng nhóc Linh Kiếm đã phải cố gắng gọi Vương Lệnh để cậu ấy không bị mất tự chủ, và Giang Lưu Ảnh đã cắt một ít tóc trên đầu của Bất Phong khiến cho hắn thành thằng hói luôn. Trước khi rời khỏi đó, Giang Lưu Ảnh đã giao hai người họ cho ông tài xế của cô ta canh gác, và lão tài xế này cũng là một cao thủ tu chân có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Giang Lưu Ảnh đã đóng giả làm Bất Phong rồi đi tới chỗ mọi người đang tập trung, và cô ta đã thông báo rằng Vương Lệnh hiện đang bị người của Ảnh Lưu Hội bắt cóc, cho nên chắc dị đã nhanh chóng lên kế hoạch để cứu cậu ấy. Còn Tôn Dung thì chỉ huy toàn bộ lực lượng vệ sĩ của mình để đi giải cứu bạn trai ngay lập tức. Vừa tới được chỗ của Vương Lệnh thì Tôn Dung đã nhìn thấy cậu ấy đang bị lão tài xế treo lên cây thập giá. Và lực lượng bảo vệ của cô ấy đã cưỡi kiếm bay lên sân thượng tấn công lão ta, nhưng với sức mạnh áp đảo của mình thì lão ta đã có thể tiêu diệt được bọn họ cực kỳ dễ dàng. Còn bố của Vương Lệnh thì đang bị bảo vệ giữ lại ở ngoài cổng vì phải chờ tới lúc đại hội bắt đầu thì mới được phép vào trong. Lão tài xế đã triệu hồi ra một đội quân bằng linh lực của mình rồi sai chúng tấn công mọi người, nhưng Tôn Dung đã sử dụng thanh linh kiếm của cô ấy để tiêu diệt đội quân của lão ta. Tuy nhiên, Tôn Dung vẫn không thể chịu nổi áp lực khủng khiếp do lão ta tạo ra, và thấy Tôn Dung gặp nguy hiểm thì Vương Lệnh đã hạ luôn lão tài xế cho nhanh. Nhưng cậu ấy đã thay đổi ký ức của Trác Dị để ông ta nghĩ rằng mình chính là người đánh bại lão tài xế. Cuối cùng thì mọi người cũng đã thành công giải cứu được cho Vương Lệnh, nhưng cậu ấy lại giấu Bất Phong bên trong một căn phòng rồi sai thằng nhóc Linh Kiếm của mình canh giữ hắn ta, bởi vì cậu ấy cho rằng nếu như thiếu người thi đấu thì đại hội Linh Kiếm chắc chắn sẽ bị hủy bỏ. Tuy nhiên, ngày hôm sau đại hội Linh Kiếm giữa hai trường vẫn được tổ chức như bình thường, bởi vì Giang Lưu Ảnh đã thế chỗ Bất Phong rồi tham gia đại hội trong hình dáng của hắn ta. Ngay sau đó, cả hai phe đã cùng chạm tay vào một tảng đá dịch chuyển để đi vào sân thi đấu, và bố của Vương Lệnh lúc này mới hớt hải chạy tới đưa lá bùa phong ấn khác cho cậu con trai. Nhưng khi ông ấy vừa mới chạy tới nơi thì Vương Lệnh đã bị dịch chuyển vào trong sân thi đấu. Ngoài khả năng phong ấn linh lực ra thì lá bùa còn phong ấn luôn cả cảm xúc của Vương Lệnh nữa. Các thành viên trong nhóm của Cảnh Trạch đều đã được dịch chuyển vào ngay giữa sân đấu, còn nhóm của Vương Lệnh thì mỗi người lại bị dịch chuyển tới một góc khác nhau của bản đồ. Và con chó Thiên Các đã đụng độ với Giang Lưu Ảnh trong lốt Hà Bất Phong ở chỗ tế đàn hòa. Vương Lệnh lúc này mới bị rơi xuống tế đàn mộc nằm ở phía đông, còn Quách Hào thì cực kỳ đen khi bị dịch chuyển tới ngay vị trí mà đội Cảnh Trạch đang đứng. Và Cảnh Trạch đã tấn công Quách Hào ngay khi hắn phát hiện ra cậu ta, nhưng cậu ta đã sử dụng một con rối thế thân để thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc đấy. Trận đấu vừa mới bắt đầu được vài phút mà Ngũ Thập Cửu Môn đã chiếm được một tế đàn, và khi thấy vậy thì Trần Siêu cũng đã vội vàng đi tới chiếm cái tế đàn gần chỗ của cậu ta nhất. Nhưng cô gái tiểu bối bên team địch đã ngay lập tức xuất hiện để tranh cái tế đàn đó. Tiểu bối đã tạo ra một tấm lưới trông như tơ nhện bao quanh chỗ mà Trần Siêu đang đứng, và với tấm lưới đó thì tiểu bối đã điều khiển Trần Siêu để cậu ta tự đánh đập bản thân mình. Trong khi đó, Thiên Cấp vẫn đang đánh nhau với Giang Lưu Ảnh ở gần vị trí của tế đàn hỏa, nhưng sau khi hút được linh lực của Giang Lưu Ảnh thì nó đã phải rút lui vì lỡ ăn hơi no bụng. Một thằng còi ở bên nhóm Cảnh Trạch đã đi tới đối mặt với Vương Lệnh ở chỗ tế đàn mộc, và may mắn cho hắn ta là Quách Hào đột nhiên xuất hiện để chiến đấu với hắn, chứ đánh với Vương Lệnh thì thằng này chỉ có nước lên ngủ trên bàn thờ. Tại tế đàn thủy lúc này thì Tôn Dung vẫn đang cố gắng chiếm được tế đàn đầu tiên cho cả đội, nhưng Cảnh Trạch cùng với linh kiếm của hắn ta đã nhanh chóng xuất hiện để ngăn cô ấy lại. Đội của Cảnh Trạch đã chiếm thêm được các tế đàn khác khiến cho điểm số của đội hắn tăng lên rất nhanh, và tiểu bối cũng đã dễ dàng đánh bại được Trần Siêu rồi chiếm luôn tế đàn kim. Tôn Dung đang chiến đấu với Cảnh Trạch thì Giang Lưu Ảnh chợt tấn công cô ấy từ sau lưng,
và cùng lúc đối mặt với hai kẻ địch quá mạnh thì Tôn Dung không tài nào có thể xoay sở nổi. Nhưng một luồng linh lực mạnh khủng khiếp bỗng ùa tới khiến cho mọi thứ rung chuyển dữ dội, cho nên Tôn Dung đã nhân lúc đó để trốn khỏi sự truy đuổi của Cảnh Trạc với Giang Lưu Ảnh. Hóa ra, trong lúc Quách Hào chiến đấu với thằng còi thì linh lực của Vương Lệnh đã hoàn toàn thức tỉnh. Và nếu để nguồn linh lực của cậu ấy thoát ra thì cả trái đất chắc chắn sẽ bị hủy diệt, cho nên Thiên Cáp đã phải hoảng hốt chạy ra ăn bớt đi một phần linh lực dư thừa của cậu ấy. Tuy nhiên, Vương Lệnh lại đột nhiên biến Thiên Cáp thành một cái mũ chó nằm trên đầu mình, và với cái mũ này thì Vương Lệnh tạm thời có thể kiểm soát được linh lực mà không cần bùa phong ấn. Ngay sau đó, Vương Lệnh vừa mới chạm nhẹ một cái mà đã khiến cho thanh kiếm của thằng còi nát thành trăm mảnh, và chỉ với một cái vỗ vai nhẹ nhàng thì cậu ấy đã thổi bay hắn ta ra khỏi sàn đấu luôn. Tiểu Bối cũng đã cảm nhận được sức mạnh của Vương Lệnh thông qua năng lực định vị của cô ta, và Vương Lệnh đã liên tục chiếm đóng các tế đàn khác khiến cho Cảnh Trạch tỏ ra rất lo lắng. Tuy nhiên, Cảnh Trạch nhận ra bọn chúng không cần phải chiến đấu với một kẻ mạnh như Vương Lệnh, mà chúng chỉ cần chiếm đóng 4 tế đàn khác là được. Vì dù có mạnh như thế nào đi nữa thì Vương Lệnh cũng không thể một mình đi hết cả sàn đấu, và nếu như Vương Lệnh rời khỏi tế đàn thì bọn chúng sẽ chiếm lấy tế đàn của cậu ấy. Ngay khi phát hiện Vương Lệnh đang đi tới tế đàn kim thì Tiểu Bối đã ngay lập tức chạy trốn khỏi nơi đó, và cậu ấy đã chạy đến đánh thức Trần Siêu dậy rồi dùng một thanh kiếm để chiếm tế đàn kim. Nhưng Trần Siêu lại cảm thấy rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy Vương Lệnh cười sau khi lá bùa hết tác dụng. Mọi người chợt phát hiện ra Cảnh Trạch đã cho người chiếm 4 tế đàn còn lại, và hắn đã lợi dụng khả năng định vị của Tiểu Bối để xác định vị trí của bọn họ, nên hắn ta hoàn toàn có thể chiếm đóng được 4 trong 5 tế đàn mà không gặp phải Vương Lệnh. Tôn Dung đã sắp xếp cho Trần Siêu canh giữ tế đàn kim, còn Vương Lệnh sẽ giữ tế đàn thủy. Và trong khi đó thì cô ấy cùng với Quách Hào sẽ tấn công vào tế đàn hỏa đang được canh giữ bởi một gã đô con trong đội Cảnh Trạch. Quách Hào đã giả vờ mắng chửi để dụ gã đô con đi ra xa khỏi tế đàn hỏa, còn Tôn Dung thì chớp lấy cơ hội rồi lẻn ra phía sau để chiếm lấy tế đàn đó. Tuy nhiên, gã đô con đã phát hiện ra Tôn Dung rồi nhanh chóng chạy tới để ngăn cô ấy lại, và Cảnh Trạch cũng đã ngay lập tức đi đến chỗ này khi biết tin cô ấy đang cố chiếm tế đàn hỏa. Giang Lưu Ảnh lúc này cũng đã thành công chiếm được tế đàn thổ, nhưng Cảnh Trạch lại nói cô ta bỏ trống tế đàn thổ rồi đi chiếm tế đàn kim do Trần Siêu canh giữ, còn Tiểu Bối thì sẽ đi tới tế đàn thủy để theo dõi mọi động tĩnh của Vương Lệnh. Trần Siêu đã liên tục chạy xung quanh tế đàn để tránh những đòn tấn công của Giang Lưu Ảnh, và Trần Siêu cũng đã phá đám không cho cô ta tra kiếm vào để chiếm tế đàn. Thế nhưng Giang Lưu Ảnh chợt phát hiện ra lá cây tại tế đàn kim đều là kim loại cả, cho nên cô ta đã hút hết toàn bộ những cái lá đó vào bên trong hai quả cầu linh lực của mình. Và cô ta đã đẩy hàng ngàn cái lá sắt nhọn có khả năng gây ra sát thương về phía Trần Siêu. Trong khi đó, Tôn Dung vẫn đang cố gắng chiến đấu chống lại Cảnh Trạch cùng với thanh linh kiếm của hắn. Và cô ấy đã thành công câu giờ để Quách Hào hấp thụ được một lượng linh lực cực lớn vào thanh kiếm của cậu ta. Thậm chí cô ấy còn hy sinh luôn cả thanh kiếm của mình để truyền thêm linh lực cho cậu ta nữa. Còn Trần Siêu thì lại đột nhiên thức tỉnh được hai cánh tay siêu to để có thể đấm vỡ mồm kẻ địch. Nguồn linh lực mà Quách Hào tích tụ được đã hóa thân thành một con phượng hoàng rất lớn, và chỉ với một đòn tấn công duy nhất thì Quách Hào đã thổi bay cả khu vực tế đàn hỏa luôn. Sau khi khai mở được hai cánh tay khổng lồ thì Trần Siêu đã có thể ngăn cản được Giang Lưu Ảnh chiếm lấy tế đàn kim. Nhưng cô ta bỗng nổi cơn thịnh nộ rồi lột bỏ thân xác giả của Bất Phong rồi hiện nguyên hình. Tiểu Bối đang ngồi quan sát Vương Lệnh thì chợt phát hiện ra rằng Cảnh Trạch đã bị đánh bại, và bằng cách nào đó mà Vương Lệnh lại có thể chiếm được tế đàn mộc trong khi đang canh giữ tế đàn thủy. Hóa ra là Vương Lệnh cùng với Thiên Cáp đã tách ra khỏi nhau một lúc trước đó, và người ngồi giữ tế đàn thủy mà Tiểu Bối quan sát nãy giờ chính là do Thiên Cáp biến thành. Nhưng hắn ta lại không thể biến hình được cái đầu nên Tiểu Bối đã sợ chết ngất khi nhìn thấy cái đầu cóc của hắn. Vương Lệnh lại tiếp tục chạy thẳng tới chỗ của tế đàn thổ để chiếm lấy nó, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy lấy lại được những cảm xúc bị phong ấn bấy lâu nay của mình, cho nên cậu ấy đã có đôi chút bối rối khi nghĩ tới Tôn Dung cùng với những người bạn khác. Tuy nhiên, Tôn Dung bỗng xuất hiện trước mặt của Vương Lệnh để giúp cậu ấy lấy lại bình tĩnh, và hai người bọn họ đã cùng nhau tra kiếm vào tế đàn thổ để giúp cho cả đội giành chiến thắng. Trong khi đó, mọi người đã tỏ ra hoảng hốt khi nhìn thấy Trần Siêu đang bị thương rất là nặng, và bọn họ chưa kịp vui mừng sau khi giành chiến thắng thì Giang Lưu Ảnh chợt lao ra đánh chết Tôn Dung. Sau khi tận mắt chứng kiến cái chết của Tôn Dung thì Vương Lệnh đã nổi điên lên, cho nên Thiên Cáp đã phải dùng năng lực của hắn để làm cho thời gian tạm thời dừng lại. Nhưng Vương Lệnh vẫn phá vỡ được vách thời gian rồi điên cuồng tấn công Giang Lưu Ảnh. Trước sức mạnh áp đảo của Vương Lệnh thì Giang Lưu Ảnh không có bất kỳ một cơ hội nào để chống trả, và Vương Lệnh lúc này trông giống như một con thú hoang đang bị mất kiểm soát hoàn toàn. Nhưng ngay khi chuẩn bị kết liễu Giang Lưu Ảnh thì cậu ấy lại đột nhiên dừng tay lại. Vương Lệnh đã quay trở lại chỗ của Tôn Dung rồi dùng thuật hồi phục của mình để cứu cô ấy, nhưng Tôn Dung đã bị Giang Lưu Ảnh đánh chết không thể nào cứu chữa được nữa. Vương Lệnh lúc này mới cảm thấy hết sức hối hận khi để cho người mình yêu phải chết như vậy, và cậu ấy đã nói Thiên Cáp sử dụng năng lực của hắn ta để quay ngược thời gian trở lại. Nhưng để có thể làm được việc đó thì bọn họ cần phải có một nguồn linh lực rất khủng khiếp, cho nên Vương Lệnh đã lấy ra từ trong người mình một nguồn linh lực to bằng cả trái đất này. Ngay sau đó, Thiên Cáp đã biến thành cái mũ chó rồi cùng với Vương Lệnh thực hiện phép đảo ngược thời gian,
và bọn họ đã quay trở lại thời điểm mà Vương Lệnh lần đầu đi tới trường để nhập học. Mọi thứ trong dòng thời gian này vẫn diễn ra theo một trình tự cố định như trước đây, nhưng lần này Vương Lệnh lại chỉ gặp được Trần Siêu cùng với Quách Hào chứ không hề gặp được Tôn Dung, và Vương Lệnh cũng không thể nhớ ra được cô ấy là người như thế nào cả. Hóa ra, Vương Lệnh dùng năng lực của Thiên Cáp để tạo ra hẳn một thế giới hoàn toàn mới, và thế giới mới đó đang không ngừng hấp thụ hết mọi thứ của thế giới cũ. Cho nên sau khi thế giới mới được hoàn thiện thì thế giới cũ của bọn họ cũng sẽ bị hủy diệt. Trong khi đó, linh hồn Tôn Dung đã được đưa xuống dưới âm phủ để diễn kiến Diêm Vương, nhưng Diêm Vương đã tỏ ra rất hoảng hốt khi biết cô ấy chính là hậu duệ của Tôn Ngộ Không. Cho nên Diêm Vương đã phải nhanh chóng cho cô ấy sống lại vì không dám đắc tội với họ hàng của Đại Thánh. Sau khi Tôn Dung tỉnh lại thì thằng nhóc linh kiếm của Vương Lệnh đã thuật lại mọi thứ cho cô ấy nghe. Và Tôn Dung quyết định là sẽ cứu lấy người mình yêu bằng cách phá hủy thế giới mới của cậu ấy, nên thằng nhóc linh kiếm kia đã biến trở lại thành thanh kiếm gỗ để cho Tôn Dung sử dụng. Ngay sau đó, Tôn Dung đã lao thẳng tới chỗ của khối linh lực khổng lồ do Vương Lệnh tạo ra, và khối linh lực đó đã bắn ra hàng trăm luồng ánh sáng cực kỳ mạnh mẽ để cố đẩy lùi cô ấy. Nhưng cô ấy đã dễ dàng vượt qua được rồi đâm thanh kiếm gỗ xuyên qua người Vương Lệnh, nên cô ấy đã có thể kéo Vương Lệnh thoát khỏi thế giới mới của cậu để quay trở lại thế giới này. Tuy nhiên, thế giới này đã bị tàn phá quá nặng nề trong quá trình tạo ra thế giới mới của Vương Lệnh, cho nên Thiên Cáp sẽ phải thực hiện phép đảo ngược thời gian để cô cứu lấy thế giới này. Sau khi quay ngược thời gian thì Tôn Dung sẽ quên hết những chuyện vừa mới xảy ra, nhưng cô ấy vẫn chấp nhận điều đó vì dù sao thì giải cứu thế giới vẫn là việc quan trọng hơn. Bọn họ đã quay trở lại thời điểm mà Giang Lưu Ảnh bắt đầu hiện nguyên hình ở trước mặt Trần Siêu, nhưng lần này Vương Lệnh đã sử dụng Như Lai Thần Trưởng để hạ gục cô ta ngay tại đó luôn, và nhóm của Vương Lệnh đã giành được chiến thắng trước sự vui sướng của tất cả mọi người. Vương Lệnh cùng với Thiên Cáp là hai người duy nhất nhớ rõ những sự kiện vừa mới xảy ra. Và sau khi phong ấn linh lực cùng với cảm xúc của mình thì tình cảm mà Vương Lệnh dành cho Tôn Dung sẽ bị phai nhạt đi. Nhưng cậu ấy vẫn để cho bố dán lá bùa phong ấn lên cổ mình vì nền hòa bình của nhân loại. Sau sự kiện vừa rồi thì Vương Lệnh đã vô tình khiến cho linh lực của cả thế giới bị giảm mạnh, nên một số phương tiện giao thông cần chạy bằng linh lực đã không thể hoạt động được nữa, và đại hội linh kiếm đã phải dừng lại vô thời hạn vì sự xuất hiện của Giang Lưu Ảnh. Vương Lệnh cùng bạn bè của mình lại trở về với cuộc sống yên bình như thường ngày, và lớp bọn họ sắp tới lại tiếp tục có một đợt kiểm tra chỉ số linh lực của các học sinh. Nhưng lần này người nào không đủ mạnh thì sẽ bị loại khỏi lớp tinh anh trở về lớp thường học. Ngay sau đó, Quách Hào đã rủ Vương Lệnh cùng cậu ta luyện đan để có thể gia tăng linh lực, bởi vì linh lực của thằng này cực kỳ yếu nên chắc chắn sẽ không thể qua nổi bài kiểm tra. Thầy Khang Mập đã bắt đầu tổ chức kiểm tra linh lực cho các học sinh bằng một cỗ máy tạo sét, và đứa nào bị thiên lôi đánh trúng mà không ngất đi thì sẽ vượt qua bài kiểm tra. Thậm chí nhà trường cũng đã chuẩn bị sẵn xe cấp cứu để đề phòng có người bị trọng thương. Trong khi đó, Phương Lệnh cùng với Quách Hào vẫn đang bí mật luyện đan dược ở trong phòng thí nghiệm, nhưng cô Phan bỗng đi tới nên hai đứa phải giả vờ là mình đang hong khô quần áo sau khi bơi. Vừa uống xong linh đan thì Quách Hào đã biến thành siêu sai ra rồi từ từ bị quá tải linh lực, nên Vương Lệnh đã đánh một đòn để đẩy bớt linh lực ra ngoài khiến cho cậu ta dẹp lép luôn. Sau khi tỉnh lại thì cũng đã đến lúc Quách Hào phải hoàn thành phần thi của mình. Và mặc dù linh đan không hề có hiệu quả nhưng cậu ta vẫn có thể vượt qua được phần thi, bởi vì Vương Lệnh đã giúp cậu ta đả thông kinh mạch bằng đòn đánh hồi nãy. Tới lượt Vương Lệnh thì một cơn bão sấm sét đột nhiên kéo tới vì linh lực của cậu ấy quá lớn, và thầy Khang cùng với Tôn Dung đã cố gắng ngắt cỗ máy tạo sét ra khỏi nguồn điện. Mọi người đã cố gắng hết sức nhưng thằng cha nào lại cắm dây điện chặt quá rút không được, cho nên Vương Lệnh đã ném thanh đào mộc kiếm cho Tôn Dung để cô ấy chém cái dây điện. Nhưng chỉ với một nhát chém nhẹ nhàng của Tôn Dung thì thanh kiếm đã chẻ đôi cả trời đất luôn. Tuy nhiên, vết chém vừa rồi đã tạo ra một khe nứt không gian dẫn tới yêu giới, và tên yêu hoàng của đám yêu ma đã cảm nhận được linh lực của nhân giới thông qua khe nứt đó. Yêu hoàng cảm thấy thắc mắc vì hắn ta đã cử yêu vương Thiên Cáp đi chiếm nhân giới 10 năm trước mà giờ vẫn chưa thấy hồi âm gì. Nên hắn ta đã cử sư phụ của Thiên Cáp đi tới nhân giới để xem thằng đệ làm ăn ra làm sao, còn Thiên Cáp lúc này thì đang bị biến thành cờ hó để làm thú cưng cho các nữ sinh. Thiên Cáp đang nằm lướt top top thì chợt cảm nhận được linh lực của sư phụ mình ở nhân giới, cho nên hắn ta đã chạy thẳng tới nhà của Vương Lệnh để lánh nạn. Và khi gã sư phụ gọi điện thoại cho hắn ta thì hắn đã hoảng hốt cúp máy ngay lập tức, vì nếu gã sư phụ phát hiện ra hắn ta vẫn chưa chiếm được nhân giới thì hắn chỉ có con đường chết. Ngay sau đó, cha của Vương Lệnh đã nhờ Thiên Cáp giúp mình thay bùa mới cho cậu ấy. Và đây là lá bùa mà ông ấy mới nghiên cứu ra để phong ấn linh lực của Vương Lệnh mà không lấy đi cảm xúc của cậu. Tuy nhiên, con cờ hó vụng về Thiên Cáp đã lỡ chân dán ngược lá bùa, cho nên nguồn linh lực khổng lồ của Vương Lệnh đã bị mất kiểm soát rồi dần dần tràn ra ngoài. Nhưng may mắn là Thiên Cáp đã kịp thời ăn bớt nguồn linh lực dư thừa đó trước khi nó phát nổ. Tối hôm đó, cô Phan đã đi tới nhà của Vương Lệnh để thông báo cho bố mẹ về tình hình học tập của cậu ấy. Nhưng Vương Lệnh lại đột nhiên biến thành một thanh niên cực kỳ nhiệt huyết, thậm chí cậu ấy còn lôi cả bài tập ra làm ngay khi cô giáo đang nói chuyện với bố mẹ mình. Và bố của Vương Lệnh nhận ra là cảm xúc của cậu đã tăng lên thái quá do lá bùa mới bị lỗi nhẹ. Mẹ của Vương Lệnh đã phải giả vờ dẫn cô Phan đi tham quan xung quanh nhà để bố cậu ấy có thời gian thay lá bùa khác. Nhưng sau khi thay lá bùa mới thì cậu ấy lại vô tình khiến cho đồ vật ở trong nhà sống dậy hết.
Ngay sau đó, gã sư phụ của Thiên Cáp đột nhiên đi tới trước nhà khiến cho hắn ta sợ đến mức chết ngất. Và cùng lúc đó thì bố của Vương Lệnh đang cố gắng tháo lá bùa cũ ra khỏi cổ của cậu ấy. Cho nên gã sư phụ vừa mới mở cửa ra thì liền bị linh lực của cậu ấy thổi tan ra thành tro luôn. Sau khi trò chuyện xong với mẹ Vương Lệnh thì cô Phan đã chào gia đình bọn họ rồi ra về. Còn Thiên Cáp thì tỏ ra rất buồn bã khi thấy sư phụ của hắn bây giờ chỉ còn lại mỗi cái vòng cục. 10 năm trước, một sát thủ đẹp trai có tên là Tản Nhân đã ngồi trên một chuyến bay cùng với cô bạn gái Giang Lưu Nguyệt của anh ta. Nhưng chuyến bay đó lại bị vướng vào trận chiến của Vương Lệnh cùng với Thông Thiên Cáp, cho nên đôi máy bay đã bị phát nổ rồi kéo theo Giang Lưu Nguyệt rơi ra khỏi máy bay luôn. Sau bài kiểm tra linh lực thì lớp của Vương Lệnh có một nữ sinh mới chuyển vào, và nữ sinh đó là một cô gái nhà nghèo học giỏi có tên là Lâm Tử Vũ. Trong khi đó, Giang Lưu Nguyệt vẫn chưa chết mà cô ta đang cố tìm kiếm cô em gái Giang Lưu Ảnh của mình, và Giang Lưu Ảnh hiện đang bị giam giữ dưới ngôi trường Lục Thập Môn này. Nhóm của Vương Lệnh đang đi dạo thì chợt nhìn thấy Giang Lưu Nguyệt đột nhập vào trường, cho nên bọn họ đã ngay lập tức bám theo Giang Lưu Nguyệt để xem cô ta là ai, nhưng vừa bước vào trong một cái nhà kho thì bọn họ lại không nhìn thấy cô ta ở đâu nữa. Tuy nhiên, khi phát hiện có người bước vào trong thì cả ba thằng đã ngay lập tức tìm chỗ nấp, và hóa ra do nhà nghèo nên Tử Vũ đã phải mượn tạm cái nhà kho của trường để ở. Cho nên khi phát hiện ra mấy thanh niên đang nấp dưới bàn nhìn trộm mình thì Tử Vũ đã mắng cho bọn họ một trận. Tử Vũ đang ném cái chổi vào mặt Trần Siêu thì lại lỡ kích hoạt một cơ quan bí mật nào đó, và một mật thất đột nhiên mở ra dưới chân mọi người khiến cho bọn họ rơi xuống dưới hết luôn. Hóa ra, mật thất đó chính là lối đi dẫn xuống nhà giam trong lòng đất của trường Lục Thập Môn. Và Giang Lưu Nguyệt đã đột nhập vào đây để ám sát cô em Giang Lưu Ảnh theo như lệnh của yêu giới. Nhưng thầy Khang Mập đột nhiên xuất hiện để ngăn hành động ám sát đó của cô ta lại. Sau khi bị rơi ra khỏi máy bay thì Giang Lưu Nguyệt đã bị rơi vào cổng dịch chuyển tới yêu giới. Và chính bọn yêu ma ở đó đã giao nhiệm vụ cho tổ chức ảnh lưu của cô ta đi ám sát Tôn Dung. Tuy nhiên, cô ta đã tỏ ra cực kỳ hạnh phúc khi biết thầy Khang Mập chính là sát thủ Tản Nhân. Và khi tìm lại được người tình cũ thì cô ta quyết định là sẽ rửa tay gác kiếm để sống bên ông ấy. Nhưng nhìn thấy hai ông bà này cứ đứng bán cơm chó thì Giang Lưu Ảnh chỉ muốn nổi điên lên. Nhóm của Vương Lệnh đã đi tới một cửa tiệm chuyên bảo dưỡng linh kiếm nằm ở trong thành phố. Nhưng kiếm của Vương Lệnh là hàng xịn nên nó tự biết tìm tới chỗ mấy chị để bảo dưỡng. Mọi người vừa đi vào trong cửa tiệm thì lại vô tình bắt gặp Tiểu Vũ đang làm nhân viên ở đây. Và công việc của cô ấy chính là bảo dưỡng cũng như sửa chữa linh kiếm bị hỏng cho khách hàng. Mọi người cũng biết được rằng Tiểu Vũ không có tiền để mua linh kiếm vì quá nghèo. Và vừa nghe thấy vậy thì Cảnh Trạch bỗng dưng bước tới nói lời chê bai gia cảnh của Tiểu Vũ. Thậm chí hắn ta còn vác theo một đống kiếm rồi bắt cô ấy phải bảo dưỡng thật nhanh cho hắn. Cảm thấy tội nghiệp cho Tiểu Vũ nên mọi người quyết định là sẽ góp tiền để mua cho cô ấy một thanh linh kiếm. Nhưng Vương Lệnh lại đề nghị là bọn họ sẽ tự rèn ra một thanh cho cô ấy luôn. Tối hôm đó, sau khi Tiểu Vũ ra về thì mọi người đã đi tới khu vực thường dùng để rèn linh kiếm. Và mỗi người bọn họ đã mang theo một nguyên vật liệu cực kỳ quý hiếm để rèn kiếm cho cô ấy. Trần Siêu thậm chí còn lấy luôn bức tượng Quan Công ở trên bàn thờ nhà mình để làm vật liệu. Vương Lệnh thì lại lấy luôn cái vòng cổ của gã sư phụ Thiên Cáp bị rơi ở trước cửa nhà cậu ấy. Và mọi người vừa mới bỏ cái vòng cổ đó lên máy giám định thì cái máy liền bị hư ngay lập tức. Mọi người đã bỏ tất cả nguyên vật liệu vào bên trong lò rèn để bắt đầu rèn kiếm cho Tiểu Vũ. Và khi nhận được thanh linh kiếm sau bọn họ làm thì Tiểu Vũ đã tỏ ra cảm động tới rất nước mắt. Tuy nhiên, gã Cảnh Trạch lại tiếp tục đi tới để cà khịa nhóm của bọn họ. Và hắn ta đã dùng tiền rồi yêu cầu chủ tiệm phải bắt Tiểu Vũ làm người thử kiếm cho mình. Ngay sau đó, Cảnh Trạch cùng với Tiểu Vũ đã đi xuống sàn đấu để thử kiếm cho hắn ta. Và mọi người đã kịch liệt phản đối vì dùng người thật để thử kiếm là một việc quá nguy hiểm. Thế nhưng, Cảnh Trạch vừa mới lao lên tấn công thì đột nhiên bị thanh kiếm của Tử Vũ khống chế và thanh kiếm đó đã từ từ hút cạn linh lực của Cảnh Trạch cùng với linh kiếm của hắn. May mắn là một thanh kiếm bỗng bay tới phá hủy linh kiếm của Cảnh Trạch để cứu sống hắn ta và thanh kiếm vừa mới bay vào trong chính là thanh linh kiếm của Vương Lệnh. Tết Thu Nguyên chính là ngày mà các bạn nữ sẽ tặng túi thơm chúc phúc cho người mình yêu, nhưng thầy Khang Mập lại tịch thu hết túi thơm của mọi người mặc dù thầy mới tìm được tình cũ. Khi nhìn thấy thầy Khang thì Tôn Dung không dám đưa túi thơm ra tặng cho Vương Lệnh. Và Lâm Tử Vũ đã khuyên Tôn Dung tặng cái túi thơm đó cho cậu ấy vào lúc tan trường. Quách Hào cùng với Trần Siêu cho biết rằng trong trường của bọn họ đang nghe đồn là có ma, cho nên hai thằng này rất muốn đi tìm hiểu những chuyện kinh dị ly kỳ đó mặc dù cực kỳ nhát gan. Tối hôm đó, Tôn Dung đã hẹn Vương Lệnh ra cửa sau của trường để tặng túi thơm cho cậu ấy, nhưng hai thằng áo này lại tưởng bọn họ hẹn nhau đi tìm ma nên cũng đòi được đi theo luôn. Ngay sau đó, cả bốn người bọn họ đã đi xung quanh ngôi trường để xem có gì kỳ lạ xảy ra không. Và vừa nhìn thấy Tử Vũ trong bóng tối thì Trần Siêu đã sợ vãi cả ra quần vì tưởng cô ấy là ma. Quách Hào cùng với Trần Siêu đang đứng trong nhà vệ sinh thì chợt nghe thấy tiếng gì đó và hai người họ đã sợ chết ngất luôn ngay khi nhìn thấy một cánh tay thò ra từ trong bồn cầu. Nhưng Vương Lệnh phát hiện ra cánh tay đó chính là của Giang Lưu Ảnh đang cố vượt ngục, cho nên cậu ấy đã giật nước bồn cầu để xả cô ta quay trở lại dưới nhà tù. Quách Hào cùng với Trần Siêu vẫn chưa thể tỉnh dậy được vì quá sợ hãi và Tôn Dung muốn nhân cơ hội hiếm hoi này để có thể bí mật tặng túi thơm cho Vương Lệnh. Tuy nhiên,
Tiểu Vũ đột nhiên lao ra đấm bay Vương Lệnh đi chỗ khác trước sự kinh ngạc của Tôn Dung, và hóa ra cô ấy đã bị linh hồn của gã sư phụ Thiên Cáp chiếm hữu thể xác. Bọn yêu ma quỷ quái ở yêu giới đã luôn muốn xóa sổ toàn bộ con cháu của Tôn Ngộ Không, vì hồi đi Tây Thiên Thỉnh Kinh thì Tôn Ngộ Không đã từng tiêu diệt rất nhiều anh em của chúng, và gã sư phụ đã mở một cánh cổng dịch chuyển để đưa Tôn Dung về yêu giới với hắn ta. Tuy nhiên, Giang Lưu Ảnh đột nhiên lao tới tấn công Tôn Dung, nhưng ngay lúc đó thì Vương Lệnh cũng đã vội vàng phi tới để cứu sống cô ấy. Cho nên Giang Lưu Ảnh đã vô tình đánh bay linh hồn của gã sư phụ quay trở lại yêu giới luôn, và Vương Lệnh cũng đã đấm bay Giang Lưu Ảnh để kết thúc mớ hỗn độn này. Ngay sau đó, nhìn thấy cái túi thơm của Tôn Dung thì Vương Lệnh biết rằng cô ấy muốn tặng nó cho mình, cho nên Vương Lệnh đã vui vẻ nhận lấy cái túi thơm trong khi Tôn Dung vẫn đang bị ngất. Trần Siêu dạo này đang bị nghiện xem live của một nữ streamer rất xinh đẹp có tên là Hồ Tiên, thậm chí bố của Trần Siêu còn phải tới tận trường để cấm cậu ta không được xem stream nữa. Và ông ấy tỏ ra rất tức giận khi biết Trần Siêu đã mang hết linh lực của mình để donate cho idol, nên ông ấy đã vung một đao chém đứt đôi con điện thoại thông minh của Trần Siêu cho bõ tức. Trong thời đại này, người ta có thể truyền linh lực qua điện thoại để donate cho idol của mình, nhưng nếu donate quá nhiều thì người xem sẽ dần dần bị các streamer hút cạn toàn bộ linh lực. Mọi người lại nhìn thấy Trần Siêu trốn vào phòng tin học của trường để xem chị Hồ Tiên stream, cho nên Quách Hào quyết định là sẽ dùng con linh thú kỹ thuật số của mình để hack sập máy tính Hồ Tiên luôn. Nhưng Hồ Tiên lại cao tay hơn nên con linh thú kỹ thuật số đó đã bị virus của cô ta tiêu diệt. Trần Siêu lúc này đã gần mất hết sinh khí sau khi xem stream quá 180 phút, nên Tôn Dung đã phải dùng kỹ năng mê hoặc để bắt cậu ta đi theo mình thay vì xem Hồ Tiên. Nhưng Hồ Tiên lại giở bài nước mắt cá sấu khiến cho phép mê hoặc của cô trở nên vô tác dụng. Bố của Trần Siêu bỗng xuất hiện rồi tỏ ra cực kỳ thất vọng khi nhìn thấy con của mình như vậy. Nhưng khi biết Trần Siêu lại tiếp tục đổ nết thì ông ấy đã điên tiết chém bay cái màn hình máy tính luôn. Tuy nhiên, Trần Siêu vẫn không chịu bỏ cuộc mà thằng này còn dắt thẳng cái dây mạng vào đầu mình, và linh hồn của Trần Siêu đã xâm nhập được vào đường truyền mạng rồi bay thẳng tới chỗ Hồ Tiên. Thế nhưng, Trần Siêu lại phát hiện ra phòng stream của Hồ Tiên lại nằm trong một cái hang rất là bẩn thỉu. Còn Hồ Tiên hóa ra lại là một con quái vật gớm ghiếc do đắp một đống hiệu ứng mà trở nên xinh đẹp. Ngay sau đó, Hồ Tiên đã lôi một cái máy ra để biến linh hồn của Trần Siêu trở thành linh lực. Nhưng một cánh tay từ trong máy tính chợt thò ra đấm bay cô ta rồi kéo Trần Siêu quay trở lại. Và người vừa giải cứu Trần Siêu chính là Vương Lệnh. Gia đình của Tôn Dung hiện tại đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính đến mức gần phá sản, và dòng linh lực của Hoa Quả Sơn dạo này đang bị yếu đi nên bọn họ không thể làm việc được. Khi biết tin gia đình Tôn Dung đang gặp khó khăn thì mọi người đã đi tới Hoa Quả Sơn tìm cô ấy. Nhưng bọn họ lại cực kỳ bất ngờ khi thấy cô ấy lúc này đang ăn mặc không khác gì người rừng, và sau khi tập đoàn Thủy Liêm bị bể nợ thì cả nhà cô ấy đã phải dọn về Thủy Liêm động sống. Hóa ra, Đường Cảnh Trạch cùng với cha của hắn đã lên kế hoạch hãm hại gia đình Tôn Dung, và bọn chúng đã cấu kết với một gã yêu tộc có tên là Rickman để có thể làm được điều đó. Nhóm Vương Lệnh đã ăn uống một bữa rất vui vẻ trong Thủy Liêm Động với gia đình Tôn Dung, và Tôn Dung cho biết rằng trước đây nước ở Thủy Liêm Động đã từng chảy thành một cái thác. Nhưng từ khi linh khí xung quanh nơi này bị giảm mạnh thì nước chỉ nhỏ được vài giọt mà thôi. Đang ngồi trên tàu thì mọi người đã hoảng hốt khi biết tin cho con Cảnh Trạch đã mua lại Thủy Liêm Động, và Cảnh Trạch đã ép Tôn Dung phải ký khế ước làm đầy tớ cho hắn tới hết cả đời, cho nên Vương Lệnh cùng mọi người đã vội vàng chạy tới Thủy Liêm Động để cứu Tôn Dung. Cha của Cảnh Trạch đã tổ chức một buổi lễ để chính thức mua lại Thủy Liêm Động, đồng thời để cho Tôn Dung ký khế ước với Cảnh Trạch. Và nhóm Vương Lệnh vừa tới bên ngoài Thủy Liêm Động thì liền đụng độ với bạn bè của hắn, nên mọi người đã chiến đấu với chúng để cho Vương Lệnh có thể chạy vào trong ngăn cản buổi ký kết. Ngay sau đó, Tôn Dung cùng với Cảnh Trạch đã bước lên khán đài để ký kết khế ước trước tất cả mọi người. Nhưng Tôn Dung chưa kịp ký thì Vương Lệnh đột nhiên xuất hiện rồi kéo cô ấy chạy khỏi đó. Tuy nhiên, Tôn Dung đã dừng lại rồi nói rằng cô ấy đã tự nguyện bán mình để cứu vớt tập đoàn gia đình, và cô ấy đã quay trở lại vào bên trong để tiếp tục buổi ký kết với cha con Cảnh Trạch. Đang buồn bã ra về thì Vương Lệnh đột nhiên phát hiện ra thứ gì đó ở gần thác nước, và hóa ra đó là một con cổ trùng của Rickman dùng để hút hết linh khí xung quanh nơi này, cho nên Vương Lệnh đã tiêu diệt nó để giúp cho linh khí ở Thủy Liêm Động quay trở lại. Ngay sau đó, Trác Dị đã đi tới buổi lễ rồi tuyên bố bắt cha con Cảnh Trạch vì có hành vi cấu kết với yêu tộc. Còn tập đoàn của gia đình Tôn Dung cũng đã được cứu sau khi linh khí ở Thủy Liêm Động được khôi phục lại. Hãng giải trí Bilibili đã mở một cuộc thi tu chân Got Talent cho các học sinh từ khắp nơi tới tham gia, và Tôn Dung sẽ là người đầu tiên lên thể hiện phần thi của mình trước mặt ban giám khảo. Tôn Dung đã trình diễn một màn múa kiếm cùng với hàng chục thanh kiếm bay quanh cô ấy, nhưng cô ấy đang trình diễn thì gã Rickman đã âm thầm điều khiển linh lực ở trên sân khấu, khiến cho những thanh kiếm của cô ấy bị mất kiểm soát rồi đâm lung tung về phía ban giám khảo. Tôn Dung đã tỏ ra rất buồn bã sau khi màn biểu diễn của cô ấy bị thất bại thảm hại, cho nên Quách Hào cùng với Trần Siêu đã đi lên sân khấu để biểu diễn một tiết mục mua vui cho cô ấy. Và Quách Hào sẽ dùng một thanh trọng kiếm chém Trần Siêu để cậu ta đỡ nó bằng linh kiếm của mình. Ngay sau đó, Trần Siêu đã triệu hồi ra linh kiếm có hình dạng hai cánh tay của mình, nhưng khi Quách Hào vung thanh trọng kiếm xuống thì Trần Siêu lại không thể đỡ đòn đó được, cho nên màn biểu diễn đỡ kiếm bằng tay của bọn họ đã trở thành màn biểu diễn thiết đầu công.
các thí sinh khác cũng đã lần lượt bước lên trên sân khấu để thể hiện màn trình diễn của mình. Và Tôn Dung cùng với Tiểu Vũ đã có một màn múa kiếm sơn thủy khiến cho ai ai cũng đều phải tỏ ra phấn khích. Tuy nhiên, Rickman bỗng đi ra giữa sân khấu rồi sử dụng thuật đại thao túng và hắn ta đã khiến cho tất cả những người đang xem chương trình này bị dính phải tà thuật đó. Nhưng Vương Lệnh đã nói Tôn Dung sử dụng thuật mê hoặc để chống lại tà thuật của hắn ta. Ngay sau đó, cơ bắp của anh dẫn chương trình đột nhiên phình to ra rồi đấm bay Rickman luôn, nhưng Tôn Dung lại không biết cách giải thuật mê hoặc của mình cùng với thuật đại thao túng. Nên tất cả các khán giả đã lao thẳng lên sân khấu tấn công Vương Lệnh cùng hai cô gái như những con zombie mất não. Trong khi đó, các nhân viên an ninh đang canh giữ Giang Lưu Ảnh cũng đã bị dính phải tà thuật, nên cô ta đã lấy được chìa khóa ở chỗ bọn họ rồi lại thực hiện kế hoạch đào tẩu như lần trước. Vương Lệnh đã lướt trên thanh linh kiếm của mình để đưa Tôn Dung cùng Tử Vũ lên trên nóc của một tòa nhà, nhưng đám người kia đã leo lên nhau tạo thành một cái tháp để bò tới chỗ bọn họ. Trần Siêu cũng đã bị dính thuật nên cậu ta đã leo thẳng tới chỗ Tôn Dung để tỏ tình với cô ấy. Và Tôn Dung đã từ chối một cách thẳng thừng khiến cho Trần Siêu cảm thấy hết sức đau khổ. Nhưng thuật đại thao túng cùng với thuật mê hoặc trên người cậu ta lại đột nhiên bị hóa giải. Cho nên Vương Lệnh nhận ra chỉ cần Tôn Dung từ chối tình cảm của mọi người thì thuật mê hoặc sẽ bị hóa giải. Ngay sau đó, Giang Lưu Ảnh đột nhiên xuất hiện để khiêu chiến với bọn họ. Nhưng một quả thiên thạch siêu to khổng lồ bỗng từ trên trời rơi xuống ngay đầu của cô ta. Vương Lệnh phát hiện ra Rickman đã ném quả thiên thạch xuống trái đất để tấn công bọn họ. Và hiện tại có quá nhiều người bị dính thuật nên Tôn Dung sẽ phải stream để từ chối mọi người cùng một lúc. Nên Vương Lệnh đã đề nghị cả nhóm đi lên trạm vũ trụ gần nhất để phát sóng ra toàn thế giới. Vương Lệnh đã dùng thanh kiếm gỗ của mình để chở cả nhóm xuống dưới đất và thấy đám người cứ liên tục bám theo Tôn Dung nên Trần Siêu cùng Tử Vũ đã ở lại để giữ chân bọn họ. Vương Lệnh cùng với Tôn Dung đã chạy thẳng vào bên trong một đoàn tàu hỏa và đoàn tàu hỏa đó đã tự động chạy thẳng lên trời để đưa hai người họ tới chỗ trạm vũ trụ kia. Sau khi tới được trạm vũ trụ thì Tôn Dung đã nối mạng rồi phát livestream ra khắp cả thế giới. Và cô ấy đã nhẹ nhàng từ chối tình cảm mà tất cả mọi người dành cho mình khiến cho ai cũng phải buồn rớt nước mắt. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô ấy đã hóa giải được tà thuật trên người họ. Rickman nhận ra kẻ đã cản trở kế hoạch xâm chiếm địa cầu của yêu tộc chính là Vương Lệnh. Cho nên hắn ta đã ôm theo một quả thiên thạch lao thẳng về phía Vương Lệnh để chết chung với cậu ấy. Nhưng Vương Lệnh đã phi thanh kiếm gỗ của mình để khiến hắn ta nổ tung với quả thiên thạch luôn. Và những mảnh vụn từ quả thiên thạch đã tạo ra một khung cảnh rất tuyệt đẹp. Gã sư phụ cùng với yêu hoàng đã tỏ ra rất đau buồn trước cái chết của tên yêu tộc Rickman và yêu hoàng liền ra lệnh cho gã sư phụ sử dụng một ảo thuật để giam chân Vương Lệnh lại. Vương Lệnh cùng với Tôn Dung đã bị kẹt vào ảo thuật đồ họa 3D của gã sư phụ. Còn trong khi đó thì đội quân của đám yêu tộc đã đi qua cổng không gian để tấn công nhân giới. Nên chắc dị cùng những tu chân mạnh mẽ nhất đã phải họp bàn kế sách để đối phó với chúng. Vương Lệnh với Tôn Dung phát hiện ra rằng thế giới 3D này là một vòng lặp vô tận không có lối thoát và các thành phố tại nhân giới đã bị đội quân yêu tộc tàn phá một cách cực kỳ nặng nề. Chắc gì cùng với các vị trưởng lão đã thiết lập một trận pháp sấm sét ở trường lục thập môn, cho nên bọn họ đã thành công đánh bại được hai tên yêu quái rất mạnh do gã yêu hoàng cử tới. Tuy nhiên, yêu hoàng đã ra lệnh cho hàng ngàn phi thuyền của hắn ta lao xuống dưới nhân giới và hàng triệu con yêu quái đã chui ra từ bên trong những chiếc phi thuyền khổng lồ của hắn ta. Sau một hồi suy nghĩ thì Vương Lệnh đã tìm ra được cách phá giải ảo thuật 3D của gã sư phụ, nên cậu ấy đã ngay lập tức bay thẳng về trái đất để hỗ trợ cho mọi người chiến đấu với yêu tộc. Và chỉ với một đòn tấn công của mình thì Vương Lệnh đã dễ dàng hủy diệt được một phi thuyền của bọn chúng. Cả thế giới đã tỏ ra cực kỳ kinh ngạc khi được chứng kiến sức mạnh bá đạo của Vương Lệnh. Nhưng Tiểu Vũ đột nhiên xuất hiện cùng với đôi cánh bướm rồi đưa cậu ấy tới một nơi khác. Hóa ra, Tiểu Vũ vốn thuộc chủng điệp tộc có sở hữu cánh bướm chứ không phải là con người. Và hành tinh quê hương của cô ấy đã bị hủy diệt bởi đội quân quái vật của gã yêu hoàng tàn ác. Tiểu Vũ đã may mắn trốn được tới trái đất rồi được một chị gái linh kiếm chăm sóc cho tới giờ. Nhưng gã yêu hoàng đã bắt chị Linh Kiếm làm con tin rồi yêu cầu Tiểu Vũ phải làm việc cho hắn, cho nên cô ấy đã đưa Vương Lệnh tới gặp hắn ta để đổi lấy tự do cho chị Linh Kiếm của mình. Trong khi đó, Tôn Dung lại tiếp tục livestream để kêu gọi tất cả mọi người trên thế giới đứng lên chiến đấu với yêu tộc. Và những lời nói của cô ấy đã chạm tới được trái tim của mọi người, nên bọn họ đã cùng nhau đoàn kết lại để có thể đẩy lùi được những đợt tấn công của yêu tộc. Sau khi đưa Vương Lệnh tới được chỗ của yêu hoàng thì Tiểu Vũ đã yêu cầu hắn thả chị Linh Kiếm ra. Và gã sư phụ đã sử dụng sức mạnh của hắn để khiến cho Tiểu Vũ phải quỳ rục xuống. Nhưng Vương Lệnh chỉ mới vẩy tay nhẹ một cái mà đã khiến cho hắn đâm sầm vào tường luôn. Biết Vương Lệnh là một kẻ rất mạnh nên yêu hoàng đã bước xuống dưới để trực tiếp chiến đấu với cậu ấy. Nhưng mấy đòn tấn công của hắn ta chỉ như là muỗi đối với Vương Lệnh mà thôi. Một số phi thuyền của đám yêu tộc đã tấn công Tôn Dung cùng phi hành đoàn trên trạm vũ trụ. Nhưng thằng nhóc kiếm gỗ của Vương Lệnh đã kịp thời bay tới tiêu diệt hết đống phi thuyền đó. Trong khi đó, Vương Lệnh đang đánh cho gã yêu hoàng láo đếu một trận thừa sống thiếu chết. Và hắn ta không ngờ rằng trên đời này lại tồn tại một kẻ có sức mạnh nghịch thiên như cậu ấy. Vương Lệnh cùng với yêu hoàng đã có một trận chiến khiến cho cả yêu giới phải rung chuyển dữ dội. Nhưng với sức mạnh áp đảo của mình thì Vương Lệnh đã dễ dàng hạ gục được hắn ta. Còn Tiểu Vũ lúc này cũng đã tìm thấy được chị Linh Kiếm của mình ở trong lâu đài. Gã sư phụ đột nhiên lao tới xé rách lá bùa phong ấn sau cổ Vương Lệnh vì nghĩ nó là điểm yếu của cậu ấy.
Và do chơi ngu nên linh lực của cậu ấy đã thoát hết ra ngoài rồi thổi bay toàn bộ hành tinh yêu tộc luôn. Sau khi hành tinh yêu tộc bị nổ tung thì đám yêu quái ở trái đất cũng đã từ từ biến mất. Và Vương Lệnh đã kịp thời cứu được Tiêu Vũ cùng với chị Linh kiếm của cô ấy an toàn quay trở lại trái đất. Một thời gian sau, mọi người đã bắt đầu xây dựng lại thế giới sau trận chiến với bọn yêu tộc và Vương Lệnh lại có thể tiếp tục sống một cuộc sống yên bình bên những người bạn của cậu. Cảm ơn các bạn đã xem hết video review về bộ anime sinh hoạt hàng ngày của Tiên Vương và đừng quên nhấn nút đăng ký cùng với nút chuông để nhận thông báo khi kênh ra video mới.